Như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với các tuyển thủ của chúng ta. Hiện nay thì họ đang trở về với thủ đô Hà Nội tất yêu chúng ta rồi. Và vô rằng Việt Nam đã có một cảm xúc tuyệt vời nhất. Chúng ta luôn luôn là những người chiến thắng. Hãy tin vào đó, điều đó. Và ngay bây giờ chúng tôi mong muốn rằng là chúng ta sẽ là một món quà cuối cùng để gửi đến tất cả các tuyển thủ và tất cả những người hâm mộ của đất nước Việt Nam chúng ta, gửi đến tất cả họ ca khúc Niềm Tin Chiến Thắng. Thay đổi rồi các bạn ơi, giơ lên nào. Các bạn hãy bật đèn lên để chúng ta cùng có những hiệu ứng đẹp mới nhất, để những hình ảnh này được lan tỏa trên mạng xã hội. Hát cho những niềm vui, những nỗi buồn. Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn chảy trôi ai. Đừng khóc nhé, đừng buồn. Cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui. Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời. Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Mặc dù thật dài, một ngày chủ nhật thật dài với sự mất. Và thông tin mà chúng tôi mới có được từ bên ngoài trường quay là xe mới rời khỏi sân bay được 500m. Bởi vì chúng ta cũng chỉ nhìn thấy là tốc độ tăng lên rồi đúng không ạ? Nhưng mà không thể nghĩ được rằng là từ nãy đến giờ xe đi như thế cũng chỉ được 500m. Vâng, cũng là một điều dễ hiểu thôi, bởi có quá đông những cổ động viên đã có mặt ở đây. 30 cây số từ sân bay Nội Bài về tới thủ đô Hà Nội, khoảng hơn 20 cây số đúng không ạ? Bây giờ thì hơn 20 cây số. Và chúng ta có thể nghĩ anh Khánh thử nhìn xem vào biển người ở khắp mọi nơi đều như thế này cả. Chỉ có một làn ô tô được đi. 60.000 khán giả sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày hôm qua có lẽ là một kỷ lục đã bị xô đổ vào ngày hôm nay, khi mà một số lượng khổng lồ khán giả đã có mặt ở trên suốt cả cái chặng đường khoảng 30 cây số từ sân bay quốc tế Nội Bài trở về tới địa điểm cuối cùng, như chúng ta nói là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu vực quảng trường Ba Đình. Và thời điểm này chúng ta thấy là khán giả đến mức như thế nào, một góc quay từ trên xe. Mọi nơi ở thành phố đều có thể trở thành một sân vận động thu nhỏ với rất đông những cổ động viên đã có mặt để chào đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về, những người hùng của chúng ta. Đúng là như vậy. Không khí rất là tuyệt vời đúng không ạ?
bao nhiêu người có thể lấp đầy cái khoảng không đó trong vòng hơn 30 cây số. Tôi nghĩ rằng là ai cũng muốn đổ ra đường để đến được gần hơn đối với các tuyển thủ, muốn nhìn rõ hơn những người hùng của mình. Tôi đang nhận được rất nhiều đơn đặt hàng là hãy xin chữ ký người này, xin chữ ký người kia cho tôi. Tôi cũng vậy anh Khánh ạ. Nhưng vào thời điểm này tôi biết đâu rằng là chúng ta đang ngồi trong trường quay S12 để điều phối những cái điểm cầu, để mang tới những cái hình ảnh, cố gắng để mang tới những hình ảnh tốt nhất cho khán giả của mình. Ngày hôm nay chúng ta đã hy sinh một chút. Xin chào trường quay, xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang được theo dõi những khung cảnh ở đầu cầu Nhật Tân. Tay tôi thì đang tê cóng rồi, nhưng chúng tôi vẫn không muốn rời bỏ vị trí của mình, vì chúng tôi muốn có một vị trí đẹp nhất để có thể nhìn thấy các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam. Theo những thông tin mà chúng tôi cập nhật được thì các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đã gần đến một cầu Nhật Tân rồi, và lúc này thì quý vị khán giả có thể thấy là không khí rất là tuyệt vời. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy nhiều cờ Việt Nam như vậy, và có nhiều người Việt Nam đứng chờ các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam như vậy. Một khung cảnh thật là tuyệt vời. Lúc Việt Nam ơi. Vâng, xin mời trường quay ạ. Vâng, xin được chia sẻ cảm xúc lúc này với anh Pháp Anh ạ. Tay chân thì đã lạnh cóng rồi, thế nhưng không muốn rời bỏ vị trí, bởi vì chẳng may ạ sẽ lỡ mất hành trình đội tuyển U23 Việt Nam. Ngày hôm nay thời tiết cũng không ủng hộ lắm. Trời đã có mưa nhỏ và đã lạnh hơn rất nhiều so với ngày hôm qua, và chúng tôi cũng chia sẻ với rất nhiều các cổ động viên